Nước ta hội tụ đủ núi rừng, đồng bằng và biển với hệ thống sông ngòi chằng chịt, được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá là vùng đất tốt. Bởi vậy mà không ít vụ chấn yểm nổi tiếng đã đi vào giai thoại vẫn chưa được lý giải. Những câu chuyện về cột đồng Mã Viện, chấn yểm của Cao Biền, trận đồ bắt quái dưới lòng sông Tô Lịch, Nguyễn Văn Thiệu chấn yểm Long Mạch ở Sài Gòn hay Hòn Đá ở Đền Hùng là những chuyện ly kỳ mà khoa học vẫn còn đang chưa có lời giải đáp. Mời quý vị theo dõi video Kỳ bí những vụ chấn yểm nổi tiếng nhất Việt Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cho đến thời điểm hiện tại, ở nước ta chưa có bất cứ một công trình nghiên cứu khoa học nào thực sự công phu, tỉ mỉ về đề tài chấn yểm. Số nhiều thì chỉ là những câu chuyện trong cuộc Trà Dư Tiểu Hậu, rồi qua mỗi người, câu chuyện ấy lại được thêm một chút ít cho thành huyền thoại. Phàm là người phương Đông, đặc biệt là người Việt Nam, không ai mà chưa một lần được nghe về chuyện chấn yểm. Thế nhưng vấn đề càng trở nên bí ẩn, nửa thực nửa hư và thậm chí đã khiến không ít người phủ nhận sự tồn tại của chấn yểm và coi đó là chuyện bịa. Thực tế thì chấn yểm là điều có thật và tồn tại từ rất lâu rồi. Bởi vì nó là một môn khoa học chưa được giải thích thấu đáo nên còn rất nhiều vấn đề mơ hồ. Gạt bỏ qua những câu chuyện chưa được kiểm chứng, chúng ta đi giải thích thuật ngữ chấn yểm sẽ tìm được ý nghĩa trước mắt. Chấn, nghĩa đen là đè xuống, yểm là giấu đi, đồng nghĩa với yếm, ém. Nghĩa đen là làm cho một đối tượng bị ếm, ém, yểm, không phát triển được. Đây là một thuật ngữ trong phong thủy, mô tả một phương pháp làm cho cái xấu hoặc cái tốt không phát huy được. Chấn yểm là dùng các vật thể nào đó để phá hoại đối phương về long mạch, mồ mả, kinh tế, sức khỏe. Nhưng cũng có những cách chấn yểm đem lại lợi lộc như trừ đi khí xấu để bảo vệ sức khỏe. Các loại hình chấn yểm nói chung nên coi là kinh nghiệm trong xây dựng nhà của người phương Đông, loại bỏ những yếu tố mê tín. Chúng ta cần nhìn nhận về giá trị của nó và nghiên cứu dưới góc độ khoa học. Thực tế cho thấy, việc sử dụng các vật khí chấn yểm mang lại hiệu quả thiết thực trong việc cải thiện môi trường khí, mang lại sự cát lành cho ngôi nhà. Trong quá trình xây cất nhà cửa mồ mả, chúng ta có thể gặp những thế đất không tốt, khi đó phải có những biện pháp để hóa giải. Một trong những cách hóa giải là dùng vật khí để chấn yểm. Nói về các hoạt động liên quan đến chấn yểm trong lịch sử Việt Nam, phải kể đến các truyền thuyết về Cao Biền chấn yểm Long Mạch thành Đại La. Đầu tiên là truyền thuyết Cao Biền chấn yểm núi Tản Viên với việc sử dụng đến 8 vạn cái tháp bằng đất nung để chấn yểm. Gần đây người ta còn đào được những cái tháp nung tại khu vực Hà Nội. Tiếp theo là truyền thuyết Cao Biền dùng hơn 4 tấn sắt, đồng chôn để chấn yểm đền Bạch Mã, là nơi vị thần sông Tô Lịch trú ngụ. Cao Biền còn nhiều lần dựng đàn tràng, dùng 4 thứ kim loại, sắt, đồng, vàng, bạc, chấn yểm nhiều nơi trên bờ sông Tô Lịch. Theo sử sách, Cao Biền đã đặt bùa chấn yểm tới 19 nơi dọc theo dòng sông này. Ở Sài Gòn trước năm 1975, có 2 công trình bát giác được cho là biểu tượng phong thủy để chấn yểm long mạch. Đó là hồ Con Rùa với rất nhiều giai thoại mang màu sắc huyền bí, ly kỳ xung quanh mà cho đến tận bây giờ, khoa học vẫn chưa lý giải được hết. Nước ta hội tụ đủ núi rừng, đồng bằng và biển với hệ thống sông ngòi chằng chịt, được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá là vùng đất tốt. Bởi vậy, không ít những vụ chấn yểm nổi tiếng đã đi vào giai thoại vẫn chưa được lý giải. Cột đồng Mã Viện. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ đánh giá, cột đồng Mã Viện là một trong những vụ chấn yểm nổi tiếng và bí ẩn nhất mọi thời đại. Các tài liệu xưa đều ghi lại đó là một cây cột đồng lớn, bên trên có khắc 6 chữ Hán: đồng trụ chiết, giao chỉ diệt. Cột đồng gãy, giao chỉ không còn. Do viện chỉ huy quân đội nhà Hán là Mã Viện, sai làm từ các dụng cụ bằng đồng thu được của người Việt và cho dựng sau khi chinh phục được cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng ở Giao Chỉ vào năm 43. Việc làm này đã được nhiều sử gia Việt Nam và Trung Quốc quan tâm. Tuy nhiên, cột đồng Mã Viện có thật hay chỉ là lời truyền? Và nếu có thì nó được dựng ở đâu thì vẫn chưa có kết luận thỏa đáng. Sách Thủy Kinh, Chú Sớ của Lịch Đạo Nguyên viết, Mã Văn Uyên đã cho dựng cái mốc đồng để làm giới hạn cuối cùng của đất phía Nam Trung Quốc ngày nay. Mốc đồng ấy tức là cột đồng. Tương tự, sách Đại Việt Sử Lược là quyển sử thuộc hàng xưa nhất ở Việt Nam cũng ghi chép rằng Mã Viện dựng trụ đồng làm ranh giới cuối cùng. Theo đó, cột đồng Mã Viện là có thật. Tuy nhiên, chỗ dựng thì xem ra khá mơ hồ. Chúng tôi tra trong các sách sử khác thì thấy có 2 luồng ý kiến. Bùa yểm Cao Biền.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương cho biết, Cao Biển là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, gắn liền với những giai thoại trấn yểm khi bước chân sang Giao Châu, vì thấy long mạch nước Nam rất vượng nên muốn phá đi. Chuyện cổ thường hư cấu rằng Cao Biển thường mặc áo phù thủy, cưỡi diều giấy, đi xem khắp nơi địa thế. Thậm chí còn giả lập, đàn tế, lừa thổ địa đến rồi dùng kiếm báu chém đầu, chôn kim khí để triệt long mạch. Một buổi sáng, Cao Biển ra đứng ở bờ Lô Giang, phía đông thành Đại La, thấy một trận gió lớn nổi lên cùng một vị thần cao hơn 2 trượng chập chờn trên sóng nước. Cao Biển sợ quá nên muốn yểm thần. Đêm nằm mộng thấy thần tới nói rằng, chớ yểm ta, ta là tinh ở Long Đỗ, đứng đầu các địa linh. Ông xây thành ở đây, ta chưa được gặp, cho nên tới đó xem thôi. Ta có sợ gì bùa phép. Sáng hôm sau, Biển lập đàn, niệm chú, phù yểm, nhưng sống động ầm ầm, kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, kim đồng thiết phù bật ra khỏi đất, biến thành tro, bay tan trên không. Cao Biển kinh hãi than rằng, xứ này có thần linh dị, ở lâu tất chuốc lấy tai vạ. Và sau đó cho lập đền thờ ở ngay chỗ ấy và phong cho thần là thần Long Đỗ, chính là đền Bạch Mã ở phố cổ Hà Nội ngày nay. Theo nhà nghiên cứu Tuấn Anh, có hàng trăm câu chuyện về việc Cao Biển trấn yểm nước Nam. Trong số đó nổi tiếng là câu chuyện về sông Tô Lịch và các huyệt đế vương bị Cao Biển trấn yểm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên xem đó là một giai thoại. Sài Gòn trước năm 1975. Nhà nghiên cứu Trung Trí cho biết, ở Sài Gòn trước năm 1975 có 2 công trình hình bát giác được cho là biểu tượng phong thủy trấn yểm long mạch. Đó là Hồ Con Rùa và Khám Chí Hòa. Tuy nhiên, xoay quanh câu chuyện này có khá nhiều giai thoại khác nhau. Sau khi nhậm chức, Nguyễn Văn Thiệu đã cho người mời thầy địa lý từ Hồng Kông sang Việt Nam để trấn yểm Dinh Độc Lập. Thầy này phán rằng Dinh Độc Lập được xây dựng trên long mạch, trấn ngay ở vị trí đầu rồng. Đuôi rồng rơi vào vị trí công trường chiến sĩ trận vong. Cần phải dùng một con rùa lớn trấn yểm đuôi rồng thì sự nghiệp của Tổng thống mới mong bền vững. Ngay sau đó, Tổng thống Thiệu cho người xây hồ nước theo hình bát giác, phỏng theo bát quái đồ gồm 4 đường đi bộ xoắn ốc hướng đến khu vực trung tâm đài tưởng niệm và con rùa bằng hợp kim đội bia đá. Khu vực trung tâm còn có một cột cao được xem là một chiếc đinh lớn đóng xuống giữa hồ để ghim đuôi rồng lại. Tuy nhiên, đầu năm 1976, tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ. Lại có một giai thoại khác về Hồ Con Rùa gắn liền với nguồn gốc xây Dinh Độc Lập, lấy núi giả trong Thảo Cầm Viên làm bình phong, sông Thị Nghè làm lưu thủy, tạo thế Long Chầu Hồ Phục. Người Pháp biết điều này liền cho xây dựng nhà thờ Đức Bà mặt trước bên phải dinh, hòng phá chữ. Do vậy mà sau này Tổng thống Thiệu đã xây thêm Hồ Con Rùa để phá thủy, làm nước phun lên cao. Công trình kiến trúc khác được cho là biểu tượng phong thủy thứ hai của Sài Gòn là trại giam Chí Hòa, được xây dựng từ năm 1943. Kiến trúc của Khám Chí Hòa vô cùng độc đáo và được thiết kế theo thuyết ngũ hành bát quái do kiến trúc sư người Nhật Bản đảm nhiệm. Khám cao 3 tầng, có hình bát giác với 8 cạnh đều, 8 góc tượng trưng cho 8 quẻ trong kinh dịch. Theo nhà nghiên cứu Trung Trí, Khám Chí Hòa được xây dựng dựa trên mô hình trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng. Ngay tâm của bát quái trận đồ cũng có một đài phun nước như cột yểm của Hồ Con Rùa, được gọi là trụ tiên kiếm. Mô hình bát quái này khiến cho những tên tội phạm xảo quyệt, tinh danh nhất dù có ra được khỏi phòng giam cũng không biết trốn theo đường nào. Nhưng nếu trụ tiên kiếm bị nhổ lên, phá đi thì toàn bộ thiết kế kiểu trận đồ bát quái này sẽ không còn tác dụng. Chính lối kiến trúc nhuốm màu sắc huyền linh này đã khiến người ta gọi lối vào duy nhất của Khám Chí Hòa là cửa tử. Nghĩa là đã vào rồi thì không có cách nào để nhận biết đường ra nếu như không thông lý số kinh dịch. Có lẽ đó là lý do mà lịch sử Khám Chí Hòa chỉ có 2 trường hợp vượt ngục thành công. Một là những người tù cách mạng năm 1945, hai là Phước Tám Ngón vượt Khám Chí Hòa năm 1995. Nếu thống kê kỹ, Việt Nam ta có khá nhiều câu chuyện nổi bật về việc trấn yểm và bị trấn yểm. Ngay cả làng quê cũng không thiếu chuyện việc cha ông trấn yểm để mong an lành. Còn chuyện về Cao Biển trấn yểm nước Nam ta lại là một điển hình, trong đó tính giai thoại nhiều hơn thực tiễn. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.